Ông ơi, bán cho con 2 túi kem. Ờ, 2 túi sao đủ? Ông ơi, cho con 1 bịch kem và 10 hộp thạch. Có ngay con. Nhi cầm ra đi con. Dạ. Gọi, gọi nhiều thế ăn sao hết, rồi lấy đâu ra tiền mà trả? Chị không đủ thì cứ việc ăn, còn mọi thứ để em lo. Kem thạch của 2 chị em đây. Chị ngồi ăn cùng đi. Thôi, chị không ăn đâu, mất công lại phải trả tiền. Ông không sao, cứ để em lo. Nay có vẻ to mồm nhỉ. Thôi, quên mất chưa phơi quần áo. Chị về trước đây, em tự xử nhá. Con chào ông, con về. Ông ơi, cho con gửi tiền. Có con hết 80k. Hả? Thôi xong, con có mỗi 50.000. Ông cho con nợ 30.000 nhá. Con chào ông, con về, em chào chị. Có mỗi 50k mà nó gọi đồ oai thế chứ lị. Ông ơi, bán cho con 1 chiếc pizza. Pizza? Ngồi bàn chờ ông một tí. Thằng bé kia đi một mình mà gọi hẳn pizza. Ê cu, có tiền trả không mà gọi hẳn pizza? Em không phải là cu, em là Hoàn và em không thiếu tiền. À được, để con cầm dao. Pizza của em đây. Em xin. Chị ngồi đây làm gì? Về chỗ đi, không em ăn mất tự nhiên lắm. Ok. Ờ, em gọi pizza ăn, chị lấy đâu ra tiền mà trả? Gọi đồ ít tiền thôi chứ. Em vừa bị coi thường không có tiền đấy. Ai dám coi thường em? Cái kìa. Hả? Được lắm, để chị lo. Ông ơi, con gửi ông tiền bánh pizza. Ra là em con à? Pizza của con 150.000 con ạ. Tiền đây nha ông. Ông khỏi thối. Tiền thì không thiếu, nhưng bánh mì ra thì cháy rồi ông ơi. Con chào ông. Ông bán cho con kia bánh đá để con múc vàng. Bánh đá là bánh gì hả con? Đá trong tủ lạnh hay là đá ngoài đường? Có ông ơi, con biết. Đây ông. Bọn trẻ giờ lạ quá. Có cả bánh đá cơ. Mang ra đi con. Vâng. Của em đây. Nhiều chưa? Nhưng chỗ này 100.000 ấy, có tiền trả không đấy? Hả? Chị có biết chị của em là đại gia mắt tuyết à? Chị Thủy ơi. Ôi, có chị. Con chào ông. Tiền chị không thiếu, nhưng nhiều thì chị không có. 100.000 đây. Vậy mời 2 chị em ăn. Ông ơi, ông có ăn không? Không, ông già rồi, ăn bánh đá gãy răng chết. Chị ăn đi. Không, chị răng của chị đang lung lay sợ lắm. Chị cứ ăn đi. Ngon nhở, bánh đá nhưng không phải đá. Ăn ăn. Ông ơi, con lành quá. Ông ơi, bán cho con thùng kem. Ôi giời, bà Nhi ơi, bà ma. Đâu đâu ông, 2 chị em nhà kia là người hay là ma? Ma thì phải bán tỏi. Người ma, có ma nào mà xinh gái đẹp trai như này không? Thế sao con kêu lạnh quá, mày run rẩy thế con? Thì 2 chị em con vừa đi bơi về mà nên hơi lạnh. Sao ông hay sợ ma thế? Ông sợ ma từ bé mà. Chá bù cho chị em con không bao giờ sợ ma. Kem đây, kem đây. Ăn đi. Con chào ông. Hôm nay con có một thử thách, đố ông làm được. Ôi giời, tạp hóa của ông, cái gì chả có, cái gì ông chả đáp ứng được. Nếu ông không đáp ứng được thì ông mất gì? Sẽ miễn phí cho con tất cả những đồ con mua nhá. Còn nếu ông đáp ứng được thì chị thế nào? Thì con phải trả tiền gấp đôi chứ nhỉ. Ok ông, ông bán cho con gói bim bim khổng lồ. Không có trò coi. Con nhầm rồi. Chén nhắn đen. Ôi dồi, nặng quá. Ui, có luôn hả ông? Ông,
thế cho con rút lại nhá. Không đâu chị ơi, gói này 130.000 nhân đôi là 260.000. Ông bớt cho con 10k vì là thấy con tội nghiệp. Còn 250k đưa ông nhanh lên con. Sao Bim Bim hôm nay chát thế? Ông ơi, cho con nợ, mai con trả. Con chào ông, con về. 250.000 thì trả chát. Còn chát gì đi, ông nhờ. Con chào ông. Ông ơi, ông bán cho con 2 que kem dưa hấu. Có ngay con. Nhi cầm ra cho chị đi con. Dạ. Kem của hai chị em đây. Ồ, thì cũng có đồ chơi cướp biển à? Dám chơi thì với em không? Sao không dám? Đồ của chị, liệu em có thắng được không? Vậy, người thua sẽ phải trả tiền kem nhá. Xử đẹp hai chị em nó đi con. Chơi thì chơi, ai sợ cơ chứ? Chị đi trước. Đến lượt em. Trả tiền kem đi chị nhá. Về thôi chị. Thế là được ăn kem phở đi rồi. Con chào ông. Sao có thể thế được? Con chào ông. Ôi ôi ma. Ố, đâu rồi? Con đây ông. Ôi ma ơi, tôi có làm gì sai trái đâu. Ma nào, con mà ông. Con dọa chết ông rồi đấy. Đèn của con nó đổi màu mà. Buổi tối con phải mang đèn đi thì mới nhìn thấy đường chứ. Mà Nhi đâu ông? Em nó đi sinh hoạt hè rồi. Ông nói con mới nhớ. Ông bán cho con gói Bim Bim để con đi sinh hoạt hè. Bim đây con. Con xin. Ôi, ghê quá đi con. Ông thật là nhát gan. Đây, con gửi ông tiền, con về đây. Wow, thạch ở đâu mà đẹp thế em? Chắc ngon lắm nhỉ? Vâng, chị nói đúng đấy, nhưng hôm cho chị ăn. Em nghĩ em quyết định được chắc. Ông ơi, con ăn thạch nha. Con cứ ăn tự nhiên, thoải mái, rồi tính tiền là được. Thấy chưa, đồng tiền ý quyết định mọi việc em ạ. À. Màu vàng ngon hơn nhiều, chị chả biết ăn. Wow, màu đỏ ngon quá. Ngon thì kệ chị, ngon hơn thì cũng 5.000 một cái, chị cứ tự nhiên. Ông ơi, con ăn hai cái màu đỏ bao tiền hả ông? Rẻ mà con, 5k một cái, con cứ ăn bao nhiêu thì con tính tiền gần đó. Không, sao lại 5.000 hả ông? Màu đỏ ngon hơn, đương nhiên phải đắt hơn, 10.000 một cái. Chị đâu có ngu, con gửi ông tiền, con chào ông, con về.